chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề 20, bài số 2. Làm quen với văn oát, văn út và văn uyết. Các em hãy dở sách giáo khoa ra trang số 18. Trước khi bước vào bài học, các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào? À, quan sát tranh cô thấy tranh vẽ các vận động viên đang thi đấu các môn thể thao. Đó là môn đua xe đạp, trượt tuyết. Đây là vạch xuất phát đua xe đạp. Đây là biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái. Từ tranh vẽ này, cô tìm được các từ mới có chứa văn oát, văn út và văn uyết mà chúng ta chuẩn bị học. Đó là từ chỗ ngoạch, xuất phát, trượt tuyết. Cô thấy tiếng ngoạch trong từ chỗ ngoạch có vần oát, cô tô vần oát có màu đỏ lên. Tiếng suốt trong từ xuất phát có vằn út, cô tô vằn út có màu xanh lên. Tiếng tuyết trong từ trượt tuyết có vằn uyết, cô tô vằn uyết có màu tím lên. Như vậy, vằn út, cô tô màu đỏ, vằn út, cô tô màu xanh, vằn uyết, cô tô màu tím để các em dễ phân biệt. Chúng ta sẽ thống nhất như vậy nhé. Bây giờ, các em hãy cùng cô đọc lại các từ ngữ chúng ta vừa tìm được. Chỗ ngoặt Xuất phát Trột tuyết Cô giới thiệu với các em, đây là vành ót. văn oát. Văn oát gồm có 3 âm. Âm O đứng trước Âm Á đứng giữa Âm tờ đứng cuối văn uất đánh phần là o á tờ oắc oắc o á tờ oắc oắc o á tờ oắc oắc đây là văn uất văn uất gồm có ba âm âm u đứng trước âm ớ đứng giữa âm tờ đứng cuối văn uất đánh phần là u ớ tờ uất uất u ớ tờ uất uất u ớ tờ uất uất Đây là văn uyết. Văn uyết gồm có ba âm. Âm U đứng trước, âm đôi Yê e đứng giữa, âm tờ đứng cuối. Âm đôi ie, chữ Y được thể hiện là chữ Y dài. Văn uyết đánh văn là U, ie tờ, uyết, uyết U, ie tờ, uyết, uyết u i e tờ uyết uyết bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo đây là biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái cô có từ chỗ ngoặt đây là tranh vẽ hai vận động viên đang ở điểm xuất phát để chuẩn bị thi chạy cô có từ xuất phát đây là vòng nguyệt quế. Cô có từ vòng nguyệt quế. Cô thấy tiếng ngoạch trong từ chỗ ngoạch có văn oát. Cô tô văn oát có màu đỏ lên. Tiếng xuất trong từ xuất phát có văn út. Cô tô văn út có màu xanh lên. Tiếng nguyệt trong từ vòng nguyệt quế có văn uyết. Cô tô vàng uyết có màu tím lên. Bây giờ, cô sẽ phân tích tiếng ngoạch, tiếng xuất và tiếng nguyệt nhé. Tiếng ngoạch gồm có âm ngờ là chữ ngờ đơn đứng trước, vành oách đứng sau và dấu nặng đặt dưới á. Tiếng ngoạch đánh phần là ngờ, oách, oách, nặng, ngoạch, ngoạch. Tiếng suốt gồm có âm sờ là chữ ít sờ đứng trước, vần út đứng sau và dấu sắc đặt trên ớ. Tiếng suốt đánh vần là sờ, út, suốt, sắc, xuất suốt. Tiếng nguyệt gồm có âm ngờ là chữ ngờ đơn đứng trước, vần uyết đứng sau và dấu nặng đặt dưới ê tiếng nguyệt đánh vần là ngờ uyết quyết nặng nguyệt nguyệt tiếp theo các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô một vài từ ngữ có tiếng chứa văn oắt ở ngoài bài học này a à, cô tìm được các từ ngữ có tiếng chứa văn oắt ở ngoài bài ví dụ như từ khuê khoác nhọn hoắt tiếp theo các em hãy tìm cho cô một vài từ ngữ có tiếng chứa văn út ở ngoài bài học này a à, cô tìm được các từ ngữ có tiếng chứa văn út ở ngoài bài ví dụ như từ nghệ thuật che khuất pháp luật tiếp theo các em hãy tìm cho cô một vài từ ngữ có tiếng chứa văn uyết ở ngoài bài học này A à, có tìm được các từ ngữ có tiếng chứa văn uyết ở ngoài bài. Ví dụ như từ Tuyệt vời tiểu thuyết, duyệt binh. Bây giờ, cô sẽ chuyển sang phần tập viết. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ tập viết văn oát từ chỗ ngoặt, văn út từ xuất phát, văn uyết từ vòng nguyệt quế. Các em hãy lấy quyển vở tập viết 1, tập 2 ra lật ra trang số 5, chủ đề 20, bài số 2. Lưu ý khi viết, các em phải viết bằng kiểu chữ viết thường, cỡ chữ nhỏ, viết đúng kiểu, đều nét, giảm đúng khoảng cách giữa các con chữ, đặt dấu thanh đúng vị trí. Bây giờ, các em hãy bấm dừng video lại, xem bài viết của cô và viết phần tập viết này vào vở tập viết cho cô nào. Khi nào viết bài xong, các em hãy bấm tiếp tục. Để chúng ta học tiếp. Các em đã viết bài xong chưa? Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Các em hãy nhìn sang trang 19 của sách giáo khoa. Cô có ba tranh vẽ. Bên dưới tranh vẽ có các từ ngữ thể hiện nội dung của tranh đó là các từ ngữ bé loắt choắt phố xá sầm út người tuyết cô thấy tuyến luát, tiếng loắt tiếng choắt trong từ bé loắt choắt có vàng út cô tô vành út có màu đỏ lên tiếng út trong từ phố xá sầm út có vần út cô tô vàng út có màu xanh lên. Tiếng tuyết trong từ người tuyết có vằn uyết, cô tô vằn uyết có màu tím lên. Bây giờ các em hãy cùng cô đọc lại các từ ngữ này nhé. Bé loắt choắt. Phố xá sầm uất Người tuyết Tiếp theo, cô sẽ chuyển sang phần luyện đọc. Đây là bài đọc chúng ta sẽ học trong bài học hôm nay. Bài đọc có tựa đề là Ở nhà sách. Trước khi luyện đọc, các em hãy nghe cô đọc mẫu bài nhé. Ở nhà sách. Bố đưa anh em Nguyệt đi nhà sách. Nhà sách nằm ở một khu phố sầm uất gian sách dành cho thiếu nhi có ghế ngồi để đọc sách. Nguyệt và anh Cường hào hứng tìm sách đọc. Nguyệt đọc cuốn Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Luôn. Anh Cường đọc truyện Khuất Phục Tên Cướp Biển. Cả hai anh em rất vui vì được đi nhà sách với bố. Cô vừa đọc mẫu bài đọc ở nhà sách cho các em nghe rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện đọc. Trước tiên, chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ sau. Nguyệt Sầm uất Hào hứng Nàng bạch tuyết Khuất phục Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc câu nhé. Các em hãy cho cô biết bài đọc có mấy câu. À, cô đếm được bài đọc có 7 câu. Cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu để các em thấy rõ. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc câu nhé. Ở nhà sách. Câu 1. Bố đưa anh em Nguyệt đi nhà sách. Câu 2: Nhà sách nằm ở một khu phố sầm uất. Câu 3: Gian sách dành cho thiếu nhi có ghế ngồi để đọc sách. Câu 4: Nguyệt và anh cường hào hứng tìm sách đọc. Câu 5: Nguyệt đọc cuốn nàng bạch tuyết và bảy chú luôn. Câu 6. Anh Cường đọc truyện khuất phục tên cướp biển. Câu 7. Cả hai anh em rất vui vì được đi nhà sách với bố. Cô vừa hướng dẫn các em cách luyện đọc bài đọc ở nhà sách. Bây giờ, cô yêu cầu các em bấm dừng video lại và đọc lại cả bài đọc một lần nữa cho cô nào khi nào đọc bài xong các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp các em đã đọc bài xong chưa à rất tốt tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc nhé cô có một vài câu hỏi sau Câu hỏi số 1: Nhà sách nằm ở đâu? À, câu trả lời là nhà sách nằm ở một khu phố sầm uất. Câu hỏi số 2: Nêu tên truyện mà anh em Nguyệt đã đọc ở nhà sách. À, tên truyện mà anh em Nguyệt đã đọc ở nhà sách đó là truyện nàng bạch tuyết và bảy chú lùn truyện khuất phục tên cướp biển bài học của chúng ta đến đây là hết có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng việt lớp một trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé xin chào và hẹn gặp lại